Hello các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng cái nhân vật Antonio để leo rank lấy top 1 nha mọi người. Ơ kìa, trong này có người hả? Mình lại sợ bạn quá cơ. Let's go. Chiến luôn ông ơi. Ủa ơi, nó bắn tôi kìa. Nó bắn tôi kìa. Xong nhá, còn một đứa trong nhà nữa. Và cũng ra đi luôn. Đừng tưởng mình sợ các bạn nha. Mà sao máu Huân Nhi đầy cả cây luôn. Ủa ơi, vậy là hai đứa này nó chỉ bắn tôi thôi. Đậu xanh nhà chúng nó chứ lại. Ây à, chán quá cơ. Đây, bơm đầy máu cái đã. Ok, ngon. Let's go. Mình sẽ chạy lên trên này cái đá nhỉ. Để xem nào. Ồ, đạn tiểu liên hả? À, để kiểm tra xem là chỗ này còn ai nữa hay không. Huân Nhi ơi, sao mà ông chạy cái kiểu bí hiểm thế? Hiện tại là tôi có thấy ai đâu. Khu này khá là vắng công ạ. Nãy giờ thì mình mới chỉ có được một kill thôi. Ây à, chán quá cơ. Mà hình như là ở ngoài chỉ có mỗi con xe máy. Mình lại thích xe từ hai chỗ trở lên, bởi vì là có thể đi chung được cả hai người. Khi mà chơi team thì các bạn đi chung xe với nhau, nó sẽ có cái lợi thế tốt hơn. Đây, bắn nổ cái thùng này để nghịch xíu nhỉ. Đó, nó sẽ tỏa ra rất là nhiều khói luôn. Mà thôi kệ, chủ yếu là bắn cái thùng nó tỏa khói chơi vậy thôi. Mình không biết là bao giờ thì game Free Fire nó mới ra bom khói cơ. Nhưng mà chờ đợi chắc là cũng lâu đấy không ạ. Nào, let's go. Ở đây sao mà toàn mấy cái trang bị SIDA vậy? Hiện tại thì mình đã trang bị được một cái combo súng là SCAR cộng với MP40 rồi nha các bạn ơi. Ông mà sao Huân Nhi? Huân Nhi lại chạy qua bên đó vậy? Có người hả ông? Đâu, tôi có thấy ai đâu. Hầu như là không khí vô cùng là yên bình mà. Không hiểu sao Huân Nhi chạy cái kiểu gì rất là ngáo luôn không ạ. Và tôi thì đang chạy theo sau Huân Nhi. What the hell? Rồi chạy thẳng công ơi. Chạy thẳng thôi. Đây, ở ngay hướng trên này 345 độ. Có thính không ạ? Nhưng mà thính này thì chạy có lẽ là hơi bị xa. Lại bảo không xa đi. Nếu mà có xe thì chạy chắc là nhanh. Nhưng mà đi bộ là hơi bị xa. À, để xem là có tư bang không nhỉ. Ủa ơi, Huân Nhi ăn nấm nhanh vậy. Mình tưởng là Huân Nhi mà ăn nấm chậm xíu thôi thì mình sẽ dùng tường băng để chôn Huân Nhi luôn. Đây đây, thính ở ngay đây thôi. Thấy rồi, thấy thính rồi nha các bạn ơi. Ở ngay chỗ này thôi. Ơ mà có xe hả? Ủa ơi, chạy xe hả? Hai đứa này chạy xe hả? Ấy ấy. Thôi xong rồi. Tôi bị chúng nó đâm. May là nhảy cửa sổ vào trong nhà được không ạ? Nếu mà đâm ở ngoài thì kiểu gì nó cũng quay lại nó xử tôi. Huân Nhi ơi, nhanh hộ mình với, cứu. Ok. Hay lắm bạn ơi. Nào, ở đây hả? Thảo nào mà mình nghe tiếng chân rất là gần luôn. Thì ra là bạn này chạy vào định chơi tôi với lại Huân Nhi hả? Ơ mà có đứa nào vừa đứng quần máu ở ngoài kia. Ủa ơi, chết chưa vậy? Hình như là bạn ấy chết rồi. Mà Huân Nhi ơi, à thằng này bắn cậu phải không? Đậu xanh dám bắn bạn anh à? À đủ. Thôi xong, thằng nào giết Huân Nhi rồi công ạ. Căng quá nhỉ. Ở chỗ này là có một team cơ, một team hai đứa cơ. Nhưng mà tôi thì lại bơm chưa đầy máu nên là mình không có tự tin cho lắm. Ủa ơi, Thằng áo cam định nổ súng chơi mình kìa. Ây da, còn thằng quần xanh này nữa. Rồi ok, bây giờ còn thằng áo cam. Cố gắng kill nốt thằng này là xong này. Nào, qua cứu bạn đi bạn ơi. Chạy qua cứu bạn làm sao được khi mà mình đã hạ gục bạn ấy. Nhưng mà hiện tại thì mình hết túi máu rồi, nên là mình chơi game hơi bị xoắn một tí anh em ơi. Đây, anh em chờ xíu, mình sẽ vòng lại để lấy xe đâm bạn ấy luôn. Đó, hết máu rồi nên là dùng xe để đâm người sẽ là một cách khôn ngoan. Ơ kìa bạn ơi, chạy đi đâu vậy hả? Ủa ơi, pha đâm xe hơi bị lỗi xíu. Thanh niên, làm gì vậy hả? Hét sau luôn nhau. Vừa đúng còn lại không bị đạn tử liên. Càng quá nhỉ. May là vẫn đang rất là hên công ạ. Rồi ngon. Như vậy là mình đã có tận 8 túi máu luôn. Bơm máu cái đã. Ủa ơi, đang bơm máu lại có thằng nào đến.
Trời ơi ghê vậy. Gì vậy bạn ơi? Định chơi mình hả? Còn đúng 86 máu này. Ủa ơi, gắt vậy. Hai đứa cơ hả? What the hell? Tận hai đứa cơ hả? Ủa ơi, gì vậy? Chạy như hách vậy bạn ơi. Xong nhá. Có mỗi cái hòm thính thôi mà có tận hai team đến cơ. Ây à, căng thẳng thật. Các ông đừng tưởng lượm thính mà đơn giản. Lượm thính cũng là một nghệ thuật công ạ. Ok. Rồi, rất là nhiều đồ luôn. Mũ ba lần này ngon. Nào, để xem nào. Dựng tờ mang cái đã nhỉ. Đó, để loot đồ cho nó an toàn hơn. Thật ra thì không dựng tờ mang cũng được, nhưng mà tôi lại cứ phòng thủ cho nó chắc thế thôi. Đây, bây giờ là còn lại 12 thiên nhiên nữa. Xe thì nó lại nổ mất tiêu. Chán thật. Thế là chúng ta sẽ phải đi bộ thôi. Đi bộ thôi công ơi. Chỗ này có thêm máu này. Nhưng mà thôi kệ. Mình sẽ sửa chữa giáp cái đã. Bây giờ đã mặc giáp 4 này, sửa chữa sẽ lên giáp 4.5 luôn. Ngon. Rồi băng đạn đầy luôn. Let's go. 12 thằng nữa thôi nhỉ anh em ơi. Mình sẽ vào tạm trong nhà cái đã. Rồi lượng được đạn này ngon. Ơ nhanh vậy. Lại có thêm người chết rồi công ạ. Thế là bây giờ chỉ còn có 9 đứa thôi. Ok. Càng dễ top 1. Nhưng mà vấn đề chính là tôi thích đi xe. Ở chỗ này là không biết là có chỗ nào có xe gần không. Lấy xe chạy cho nó phê. Chứ còn là con xe hai chỗ màu đen kia là bị bọn kia nó bắn nổ mất tiêu rồi. Let's go. Ra ngoài cái nào. Hello, xung quanh này có xe không vậy? Không có các bạn ơi. Xung quanh đây mình chưa thấy xe nào cả luôn. Chán quá cơ. Không có xe chúng ta sẽ đành phải chạy bộ vậy. Mà ở ngay hướng trước mặt thì tôi vừa thấy có cái ký hiệu nổ súng. Đây, anh sẽ qua để xử lý các chú luôn. Dám nổ súng mà không xin phép anh hả? Đại ca băng đảng Antonio sẽ đến để cứu các bạn luôn. Nào, cậu ông đang ở đâu? Đang núp ở căn nhà nào vậy? Đừng có làm tôi sợ nha. Đây, mình sẽ qua thử căn nhà này xem nào. Phụ kiện thì toàn là mấy đồ Sida thôi. Ủa bo thu này. Chạy nhanh bo thu này công. Chạy ngay vào luôn. Ơ kìa, có người đấy hả? Ủa ơi, giáp 3 cơ hả? Giáp 3 làm sao mà trâu bằng giáp 4.5 được. Đó, ngồi xuống bơm vào cái đã. Ơ kìa, gì vậy? Có bạn để cứu hả? À, dựng tường băng nữa hả? Ghê vậy. Hẳn là dựng tường băng đến cứu bạn này. Xong luôn. Ok, ngon. Từ nãy đến giờ hình như là tôi clear được 3 team rồi công ạ. Hay quá nhỉ. Clear mỗi team 2 đứa luôn. Clear 3 team là hạ gục 6 đứa rồi. Còn lại 3 người nữa. Tôi nghĩ là sẽ có 2 đứa một cặp với nhau. Với lại một đứa đi lẻ. Ok, ngon. Vừa trang bị giảm thanh và Ska. Để bắn cho nó phê hơn nha các bạn. Let's go. Chạy ngay vào luôn. Ở dưới sông chỗ kia có thính hả? Nhưng mà thôi, điều mà tôi quan tâm nhất bây giờ sẽ là chạy bo. Còn tầm khoảng có 10 giây nữa là bo thu mà. Nên là chạy bo càng nhanh thì càng tốt nha mọi người. Đây. Rồi, chuẩn bị đu dây sang nhỉ. Let's go. Đu dây thôi. Mong là trong lúc mình đang đu dây như thế này, không có thằng nào ngứa tay bắn mình, nếu không thì mình sẽ kiểu như là chết và rơi xuống công ạ. Như thế thì hơi bị buồn. Rồi, hai thằng nữa. Đây, bây giờ thì tôi sẽ đi tìm hai ông luôn. Xem là hai ông đang ở chỗ nào. Xem là các ông có thể nhây được bao nhiêu lâu nữa. Ok, let's go. Có thêm kẹo này. Một trận hình như là các bạn sẽ nhận được tối đa là 10 kẹo. 10 kẹo... Cái gì nhỉ các ông nhỉ? À, Noel. Đợt trước là cũng là nhặt kẹo, nhưng mà nhặt kẹo Halloween. Bây giờ là nhặt kẹo Noel. Let's go. Ơ, còn hai thằng nữa thôi mà tại sao khó như vậy? Chưa thấy luôn. Tôi đang cố gắng tìm câu này. Thôi xong. Một đứa đã bị chết vì bo. Vậy là bây giờ chỉ còn lại một người thôi. Ây, hẳn là chỉ còn lại có một người.
Càng như thế này tôi càng cảm giác căng thẳng không ạ? Cơ hội thắng của mình đã lên đến 50%. Bây giờ chỉ cần chơi cẩn thận này, chạy bộ cẩn thận này, và bắn thì phải mạnh mẽ dứt khoát thì chúng ta sẽ có thể giành được top 1 thôi nha các bạn ơi. Đây, mình nghĩ rằng là sẽ không nên đu cáp treo, mà thay vào đó thì mình sẽ bơi qua sông. Đây nó sẽ là một cái giải pháp an toàn hơn. Đu cáp treo thì tôi lại thấy nó nguy hiểm thế nào đấy không ạ? Rồi, bơi qua sông luôn. Ok, mà sông thì nó lại hơi bị dài ấy. Không sao. Đây rất là hên, chưa có thằng nào bắn tôi cả. Nào. À, trên này có một cái chòi. Lên thủ trên này có lẽ là một cái phương án vô cùng là hiệu quả. Rồi let's go. Lên luôn, sao phải ngại. Ủa ấy, đứa nào vậy hả? Ây cam vậy. Ủa ấy, bắn gì mà cam vậy bạn? Trời ơi, tôi còn 3 máu này. Tôi còn 3 máu này và xong, cần nhân số gấp luôn. Ngon. Tí nữa thì mất tôi 1 công ạ. Yeah. Bye bye anh em, và mình sẽ hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo.